Nghệ An một người chết, một người trọng thương. Xe máy bị đốt, cảnh sát ba con chó sau cuộc bao vây tại xã Mã Thành, huyện Yên Thành. 3 giờ ngày 27 tháng 2, cán bộ xã Mã Thành, huyện Yên Thành nhận tin có nhóm người nghi trộm chó bị vây đánh ở khu vực đường liên xã thuộc xóm Xuân Thành. Tại hiện trường, nhà chức trách ghi nhận hai thanh niên 27 tuổi, trú xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, bị đánh trọng thương, cạnh đó là ba con chó, một bộ kích điện và một xe máy. Các nạn nhân được chuyển tới trạm xã sơ cứu, rồi tiếp tục đưa tới bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành, song một người đã tử vong trước khi tới nơi. Bệnh nhân còn lại bị chấn thương phần mềm, vẫn tỉnh táo, lãnh đạo bệnh viện cho biết. Hiện trường vụ án, ảnh, cộng tác viên. Phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ đang khám nghiệm hiện trường, tử thi nạn nhân. Ông Trần Đình Cảnh, chủ tịch xã Mã Thành cho hay thời gian qua, ở địa bàn liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm chó khiến nhiều người dân bức xúc. Let's look at why.